Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Vua Hoàng Nhật. Hôm nay thì tiếp tục em lên giới thiệu cho các bác một chiếc xe Touring, một dòng xe mang thương hiệu của Pháp xuất Nhật, một chiếc xe Chivo, mã xe E628, một chiếc xe sơn zin theo xe. Sơn của xe là sơn dám, rất là đẹp, khung thép các bạn. Dòng này là dòng khung thép cổ và nó siêu bền luôn các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì với dòng xe Chivo của Pháp thì các bác đi rất là nhẹ. Đặc biệt của dòng xe này thì nó trang bị cho bác là hai cái càng trước có hai ti sóc hơi các bác, cực kỳ là nhún, đi rất là êm. Vâng, mẫu xe này thì các bác lên chiều cao từ 1m65 đến 1m76 cho em, rất là đẹp. Đấy, form xe cửu xe nó rất là trườn xe, nó giống như dạng xe Kuda Plum của nội địa Nhật các bác, đi nó rất là trườn xe các bác nhé. Vâng, em sẽ quay về chi tiết bộ chỉnh động của xe để cho các bác hiểu sâu hơn về một chiếc xe Chivo mang thương hiệu của Pháp các bác nhé. Và cũng không để cho các bác chờ đợi đâu, giá bán chiếc xe này em báo giá trước khi trong cái review lời luôn, giá 6 triệu đồng em bao ship toàn quốc. Bác nào quan tâm đến dòng xe thể thao Touring thì bác liên hệ qua số điện thoại em nhé. Vâng, vâng, thì về bộ chỉnh động của xe thì trang bị cho các bác là 7 líp các bác nhé. 7 líp, bộ chỉnh động là Shimano Tunei, Shimano Tunei 7 líp và 3 đĩa. Đấy, 21 tốc độ các bác đi cực sướng luôn. Xe thì dầu mỡ bên em đã tra ổ trục ổ bi rất trơn tru rồi các bác ạ. Vâng, xe này thì nó có một cặp vành của nó là vành nhôm các bác nhá. Đây, nó đặt giá cho các bác cái vành của nó là vành nhôm hai lớp, xía gió, nan hoa inox, chân đồng các bác nhá. Đấy, tất cả đồ đoàn của nó đang còn rất là đẹp luôn các bác ạ. Lốp là lốp 700 x 28C các bác nhá. 700 x 28C. Lốp này bên em đã thay mới cho các bác một đôi lốp mới rồi. Phanh thì nó trang bị cho bác là phanh hình chữ V, phanh nhôm các bác nhá. Cọc in nhôm, zin theo xe, cốt in zin, có mình da in thì bên em bọc lại thôi các bác ạ. Và đặc biệt em lắp thêm cho bác một cái chắn bùn sau và lắp thêm cho bác một cái chắn bùn trước các bác nhá. Xe này thì nó sử dụng cho bác là một cặp càng phía trước, càng phút sóc hơi đi rất là êm. Đấy. Và xe thì rất là trườn, bác nào mà có triệu chứng đau lưng các bác lên cho em mẫu này, đi đường dằn, đường xấu thì nó vẫn rất là êm các bác nhé. Giá chỉ có 6 triệu đồng thôi các bác, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp rồi các bác, Chivo. Các bác có bất cứ đi nơi đâu các bác tìm ở cửa hàng nào với dòng xe của Pháp của Chivo thì các bác đi, các bác mua giá cực kỳ là cao. Và đặc biệt hơn nữa thì Chivo đi cực kỳ là sướng luôn các bác. Phanh trước cũng là phanh nhôm hình chữ V các bác nhé. Đấy, tay phanh của nó đều là phanh nhôm hết các bạn. Đấy, tay bấm xạ của nó các bác này, 3 đĩa các bác này. 3 đĩa và bên này là 7 líp các bác nhá. Đấy, trang bị đầy đủ luôn, full xe theo xe luôn, full đồ luôn các bác nhá. Đấy, về bu tăng ghi đông nhôm. Bu tăng ghi đông nhôm các bác nhá. Các bác nhìn thấy đấy, xe cực kỳ là đẹp. Đấy, tất cả đều là zin theo xe, ở phần trên này nó đều zin theo xe luôn 100% các bác nhá. Từ con ốc luôn. Đấy, khung thép cổ các bác nhá, một dòng xe Chivo. Đấy, chân trống là một là trang bị cho các là chân trống zin theo xe, đùi nhôm các bác nhá. Phần đĩa của nó thì nó trang bị cho bác là 3 đĩa. Đây các bác nhìn về chiếc đĩa của xe, các bác nhìn thấy răng đĩa và mắt củ đĩa đang còn rất là đẹp, không bị mòn vẹt các bác, đang còn rất là sắc nét luôn các bác. Đấy, không bị mòn, không bị nhọn đầu này, không bị cụt này, rất ok các bác nhá. Vâng, giá bán chỉ có 6 triệu đồng thôi trong cái video của em. Bác nào quan tâm đến dòng xe này thì liên hệ trực tiếp qua bên em để đặt hàng một chiếc xe thể thao Touring. Giá cực kỳ là rẻ cho em, giá bao ship tận nhà cho bác chỉ có 6 triệu đồng thôi bác. Tìm rất khó được để một con xe mà nó đẹp như thế này, một dòng xe của Pháp mang thương hiệu Chivo như thế này. Các bác mà trung tuổi tầm 55-60 tuổi các bác lên mẫu này cực kỳ là đẹp. Tay nắm cao su các bác nhá, tay nắm cao su zin theo xe luôn ạ. Đấy, bên em chỉ lắp thêm cho bác là một cái phản quang, cái phản quang trước thôi các bác. Còn xe thì cực kỳ là đẹp rồi. Đây các bác nhìn thấy mã xe, mã khung của nó đều có dập số chìm ở đây các bác nhá. Đấy, dập chìm trên đây luôn. Đấy, và càng này thì đi cực kỳ là nhún các bác nhá. Đi siêu nhún luôn, may ơi nhôm. Đây các bác này, may ơi nhôm zin theo xe luôn nhá. Ti bật nhanh cũng là zin theo xe bằng nhôm luôn các bác. Đấy, một chiếc xe cực kỳ là đẹp. Vâng, mẫu này là mẫu E628, mẫu E628. Giá 6 triệu đồng, em bao ship tận nhà. Với chiều cao của bác lên cho em từ 1m65 đến 1m78, 76-78 các bác lên mẫu này cực kỳ là đẹp cho em nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video của em. Bác nào quan tâm đến dòng xe này thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng em Vua Hoàng Nhật và Hoàng Hưng Nhật Bãi để chốt chiếc xe này về các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau ạ.